Đó, và đây là
cái nhận đơn nha mọi người. Phần cuối mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người cái cách vô đá của những cái món đồ mà cũ rớt á. Khi mình vô lại nó cũng rất là đơn giản nha. Đây là cái đá nó bỏ lâu nó hơi mờ, mình lau tay này nó sẽ sáng lên nha. Đó. Xong rồi bỏ vô, mọi người có chế những cái kìm nó phù hợp với lại những cái mình vô đá nha. Mình chế lại những cái kìm rất là vừa dặn để làm mấy cái đồ này nên nó dễ lắm. Đó mọi người để ý xem, mình bóp chấu này mình không có đi trực tiếp từ ở trên xuống nha, mình chỉ đi xéo cái chấu xuống, kiểu như bóp hai bên hông nó sát vô ở giữa chứ không có trực tiếp đi từ trên xuống nha. Mình đi từ trên xuống nó sẽ làm chấu nó giãn ra, kiểu như nó đi bẹp xuống luôn, mà viên đá nhiều lúc nó chỉ cần vướng nhẹ cái là rớt ra ngoài, nó chấu nó không có bám được chắc giống như lúc ban đầu nó. Nên mình sẽ bóp bóp là bóp xéo từ ngoài vô là nó sẽ không có làm cái chấu nó dẹp xuống mà nó sẽ chắc viên đá. Nếu mà mọi người để ý, cứ thử đi, bóp mạnh quá thì sẽ viên đá nó sẽ bở nha, bóp vừa giống như mình nè, đó là rất là chắc luôn đó. Như cái này nè, mình sẽ để mọi người xem cái này này sẽ thấy rõ hơn là trái lúc đầu nè. Thường mình chế khô lửa uống thành công như này, để vô đá nó dễ hơn bóp những cái đồ mà bụi bặm hay là những cái đồ sâu phía trong đó. Nó đỡ phải bóp đồ, chứ là mọi người bóp dùng cái lực trên cái mỏ hơn là lực ở dưới nha. Rồi cái này lúc mình bóp chấu là bóp xéo này nha, không cho bóp từ trên xuống nha, bóp từ trên xuống là nó sẽ biến dạng nha. Bóp cái này nó vẫn giữ được cái chấu mà rất là chắc luôn, nó ôm sát vô được cái ngàm á, tại vì lúc đầu nó đã có ngàm sẵn rồi, bóp sát vô là rất là chắc luôn. Đó mọi người đấy, nó rất là chắc nha, không bao giờ lướt lại, đảm bảo 100%. Tốt hơn mà đẹp hơn, cho mọi người cứ thấy cái nào cũng vô keo mà bóp trực tiếp xuống á, nhiều khi nó lúng chấu mà nó gãy luôn cái chấu, nó không có giữ được viên đá chắc, nó rớt hồi rồi sửa đi sửa lại mình thấy nhiều lắm.